Đây là BetQ được Viện Khoa học và Cây trồng khuyên dùng. Chỉ với một chai BetQ, các bác có thể phun cho 1 hecta cây trồng và diệt cực mạnh, cực nhanh tất cả các loại như dày dẹp, bọ trĩ, nhện đỏ, ruồi vàng và sâu đục thân, sâu quấn lá và sâu ăn lá. Chỉ một lần phun duy nhất. Riêng loại này thì các bác cứ phun cho em 3 ngày là thấy ngay kết quả. Dòng BetQ bên em là có màng bọc. Trên thân chai BetQ là in nổi chữ Kinh Bắc, nhãn phụ tiếng Việt là ghi sản phẩm sản xuất theo công nghệ Đức. Đây mới là hàng chuẩn nhá. Màu sẽ là màu da cam. Bóc cho các bác xem thử một chai nhá. Sản phẩm bên em là có lốc lắp nhựa đông nhá. Trên lắp nhựa đông là có vạch đo dung tích. Với một lắp như thế này sẽ là 50ml. Rất nhiều các bác hiện tại bây giờ đang tham rẻ và mua phải hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thì đây chính là những điểm phân biệt rõ ràng nhất của hàng thật. Loại này thì một chai phun cho 1 hecta rất là tiết kiệm và tồn lưu lên tới 4-6 tháng. Các bác cũng có thể thấy là ở đây bên em là rất nhiều đơn hàng đang được chuyển đi. Đây là toàn bộ là những đơn thùng. Những đơn thùng này là những các bác đã lấy dùng thử 1-2 chai hiệu quả và đặt lại. Số lượng đơn thùng hiện tại của nhà bên em đi là nhiều hơn rất nhiều so với số lượng các bác đặt 1-2 chai. Các bác thấy là nó hiệu quả như thế nào. Và hiện tại là trên thị trường cũng xuất hiện rất nhiều hàng giả, hàng nhái của công ty em. Công ty em có địa chỉ tại khu 31 Henta, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Kho lấy của nhà bên em sẽ là kho Ngô Xuân Quảng. Còn tất cả các kho khác đều là giả mạo.